bốn cầu thủ được Messi dự đoán sẽ giành quả bóng vàng. Lionel Messi đã nêu bốn cái tên khi được hỏi ai sẽ kế vị anh trong việc nâng cao quả bóng vàng, giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá. Siêu sao của Inter Miami là người hiện đang nắm giữ quả bóng vàng, anh đã giành được danh hiệu thứ 8 vào năm ngoái. Phần lớn là nhờ công sức của anh tại World Cup 2022, nơi M10 đã cùng đội tuyển Argentina giành được chức vô địch. Jude Bellingham của Real Madrid là một trong những ứng cử viên được yêu thích cho giải thưởng năm nay, nhưng Messi đã không đề cập đến tên tuyển thủ Anh trong cuộc phỏng vấn với L'Équipe. Dưới đây là bốn cầu thủ được Messi nhắc đến rõ ràng khi nói đến chủ nhân quả bóng vàng trong những năm tới. Erling Haaland. Cái tên đầu tiên được Messi nhắc đến chính là người về đích ở vị trí Á quân năm ngoái. Tiền đạo người Na Uy đã chơi cực kỳ sung mãn trong mùa giải đầu tiên ở Manchester City, kết thúc bằng việc anh giành được cú ăn ba lịch sử. Trong hầu hết các mùa khác, điều đó gần như chắc chắn là đủ để anh chạm tay vào quả bóng vàng, nhưng Haaland bị đánh bại bởi câu chuyện cổ tích World Cup của Messi. Haaland không mạnh mẽ trước khung thành như năm ngoái và gần như chắc chắn sẽ mất chiếc giày vàng châu Âu vào tay Harry Kane, mặc dù anh là vua phá lưới ở Premier League. Kylian Mbappé. Là cầu thủ duy nhất mà Messi chơi cùng, việc Mbappé chạm tay vào quả bóng vàng chỉ còn là vấn đề thời gian khi anh vẫn chưa bước sang tuổi 25. Sau khi lập hat-trick trong trận chung kết World Cup với Argentina, Mbappé có thể đánh bại Messi vào năm ngoái nếu Les Bleus giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Việc chuyển đến Real Madrid vào mùa hè này coi như đã được xác nhận và Florentino Perez nổi tiếng với những cầu thủ nhận quả bóng vàng khi chơi dưới trướng ông. Mbappé đang tận hưởng một mùa giải cuối cùng đầy cảm xúc với PSG và có cơ hội với chức vô địch Champions League và Euro 2024. Vinicius Junior. Cái tên thứ ba hiện lên trong đầu Messi khi được hỏi về quả bóng vàng. Siêu sao người Brazil của Real Madrid dường như tiến bộ hơn qua mỗi năm và hiện đã phát triển thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Los Blancos. Real Madrid gần như đã hoàn tất chức vô địch La Liga. Vinicius gánh trên vai trách nhiệm to lớn cho cả câu lạc bộ và tuyển Brazil khi tham dự Champions League và Copa America trong những tháng tới. Lamine Yamal. Điều đáng nói là Yamal mới 16 tuổi và đang tận hưởng một mùa giải đột phá cùng Barcelona. Anh đã được so sánh với Messi, vì vậy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thần đồng La Masia xuất hiện trong tầm ngắm của cầu thủ người Argentina. Yamal chưa nổi tiếng như những cái tên nào khác trong danh sách này nhưng anh là một trong những ngôi sao dẫn đầu của thế hệ tiếp theo. Rất đáng mong đợi để xem liệu anh có thể phát huy hết tiềm năng của mình trong những năm tới hay không.